Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh đã ly hôn, tất cả là do Phạm Băng Băng. Tin đồn Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn đã râm ran trong suốt 3 năm qua. Trong khi hai nhân vật chính cố tỏ ra là mình ổn, thì công chúng vẫn mù mịt tin rằng tình cảm của họ có vấn đề vì những dấu hiệu lạnh nhạt suốt thời gian vừa qua. Mới đây, trang Soho tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi tiết lộ Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thực chất là đã ly hôn sau 6 năm bên nhau. Bài viết còn dẫn bằng chứng là màn hình trò chuyện giữa hai nhân vật, trong đó có đề cập tới nguyên nhân ly hôn của cặp đôi, hóa ra lại liên quan tới Phạm Băng Băng. Theo đó, năm 2018, Phạm Băng Băng bị điều tra vì tội trốn thuế. Vì muốn bảo vệ bản thân, nữ diễn viên họ Phạm đã tiết lộ thêm những nghệ sĩ khác cùng mắc tội này, trong đó có Huỳnh Hiểu Minh. Không thể ngờ rằng, tài tử họ Huỳnh lại đổ hết tội lên đầu Angelababy, khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên bất hòa gay gắt. Kể từ đó, cả hai quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau. Thậm chí, Soho còn chia sẻ hình ảnh netizen xứ Trung bất ngờ nhận được thông báo hiện trên màn hình lúc nửa đêm với nội dung Baby nói, tôi ly hôn rồi. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa có bất cứ lời phản hồi nào về loạt tin đồn gây hoang mang trong giới giải trí. Điều đáng nói, thời gian gần đây, cả hai thường xuyên diện đồ đôi, thậm chí cùng nhau xuất hiện để đưa con đi khám, xóa tan lời đồn ly hôn. Tuy nhiên, động thái này bị đánh giá là dùng vải thừa che mắt thánh. Cặp đôi thực chất đã ly hôn vì không muốn ảnh hưởng đến hình tượng và hợp đồng quảng cáo nên mới giấu nhẹm chuyện đã đường ai nấy đi. Dân mạng cũng đưa ra nhiều bằng chứng nhằm chứng minh cặp đôi đã thực sự tan vỡ. Điển hình như trong một chương trình truyền hình, Angelababy tiết lộ đã bị đàn chị Lưu Gia Linh cho bay màu khỏi danh sách bạn bè. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Lưu Gia Linh và Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp cùng đi ăn uống vô cùng vui vẻ. Từ lúc công khai yêu nhau đến khi kết hôn, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vốn không phải cặp đôi kín tiếng, thích riêng tư mà thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng. Thậm chí cặp đôi còn bị đánh giá là làm màu, muốn cả thế giới biết là họ đang yêu nhau. Còn nhớ hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy được truyền thông mệnh danh là đám cưới thế kỷ, không chỉ bởi quy mô, số tiền khủng cho tiệc cưới, mà đây còn là sự kiện quy tụ 200 khách mời, toàn những tên tuổi hàng A showbiz. Phụ dâu của Angelababy ngoài bản thân gồm Nini, Lý Bằng Bằng thì còn có sự tham gia của Hà Siêu Doanh, thiên kim tiểu thư trùm sòng bạc Macau. Đặc biệt hơn, dòng phụ rể còn có sự xuất hiện của Vương Tư Thông, thiếu gia giàu nhất Trung Quốc. Huỳnh Hiểu Minh biến hôn lễ của mình trở thành nơi phô trương thanh thế với các mối quan hệ thuộc đẳng cấp VIP. Ngoài Vương Tư Thông và Hà Siêu Doanh là phụ dâu phụ rể, hôn lễ của cặp đôi vàng trong làng giải trí còn có sự góp mặt của vợ chồng ông trùm mafia Hồng Kông Hứa Hoa Cương, Trần Lam, ông trùm làng giải trí xứ Cảng Thơm, Dương Thủ Thành, ảnh đế Vương Bảo Cương, ông vua phòng vé Ngô Kinh. Dân chúng cũng nhiều choáng ngợp với những món quà đắt đỏ mà Huỳnh Hiểu Minh tặng bà xã, như siêu xe Lamborghini trị giá 4,28 triệu đô la Hồng Kông, gần 13 tỷ đồng, căn biệt thự siêu sang tại Hồng Kông trị giá 22 triệu tệ, 77 tỷ đồng. Thời điểm trước và sau khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh tỏ ra là ông chồng quốc dân, có những hành động ngông tình. Cả hai không ngại ngần khoe những cử chỉ tình cảm, có phần riêng tư tại nơi công cộng, khiến người xung quanh ái ngại. Chính vì vậy, trong suốt 2 năm qua, cặp đôi trong làm màu bỗng trở nên lạnh nhạt, đi dự sự kiện cũng không tương tác với nhau, khiến dân mạng chắc mẩm họ đã ly hôn.